Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Ai Cũng Có Chuyện. Và quý vị khán giả thân mến, sau một tuần thì chúng ta lại rất là đúng hẹn ngồi lại với nhau ở đây để lắng nghe câu chuyện của một ai đó. Câu chuyện của một ai đó có thể là một câu chuyện cũng rất là quen, bởi vì cái khó khăn mà họ đang trải qua, biết đâu chừng nó cũng na ná với cái khó khăn mà mình đã trải qua. Ngồi ở đây để chúng ta thấy một điều rằng ai cũng có chuyện. Và ai đây trong tuần này kể câu chuyện gì? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp nhân vật của tuần này. Chào em. Dạ, em chào chị ạ. Em tên là Hoàng Bảo Thiên. Em năm nay 22 tuổi và em đến từ Đắk Lắk. Hiện tại em sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Quê gốc của mình chắc chắn không phải là Đắk Lắk. Ba mẹ em thì đều là người Bắc ạ. Ba em là người Bắc Giang, mẹ em là người Thái Bình. Em là người Tây. À lôi. Dạ, à lôi là tiếng Tây. Tiếng người Tây, người ta gọi là trời ơi. Vậy là mình sinh ra là ở Đắk Lắk hay là sinh... Em sinh ra ở Đắk Lắk luôn ạ, cũng là người của Tây Nguyên luôn. Dạ, thì ngày hôm nay mình xuất hiện ở đây, nó sẽ là câu chuyện về nghề hay là câu chuyện về đời? Về đời, vì em có nhiều câu chuyện buồn. Từ hồi thuở nhỏ, em muốn được giải bày những cái áp lực hoặc là những áp lực stress của mình nhiều hơn. Thì hôm nay em tham gia để kể những cái chưa bao giờ kể. Nó sẽ là cái câu chuyện nào đầu tiên trong cái hành trình mà mình thấy là đó là những hành trình khó khăn? Gia đình, bố em và mẹ em có xích mích và cãi nhau. Năm mình bao nhiêu tuổi thì mình nhận thấy là gia đình của mình là một gia đình tràn đầy bạo lực? Năm em 9-10 tuổi. Thì lúc đó là em cùng với lại một người chị đang ăn trái đu đủ. Thì em thấy cái cảnh mà bố mẹ em đập và chửi bới nhau rất là lớn tiếng. Em nghĩ là hàng xóm họ sẽ có thể nhìn thấy được như thế. Và em rất là khủng hoảng luôn ấy, em còn nhỏ mà. Em thấy đánh quá lớn. Tụi em hoảng với lại là em không nói lên lời ạ. Bố em là một người khá là bảo thủ và gia trưởng. Còn mẹ em thì nói nhiều. Em biết người đàn ông họ không thích thích phụ nữ của mình nói nhiều quá. Là gia đình em vấp phải cái nữa là tiền bạc. Em có mấy anh chị em? Dạ em là cả và có một đứa em trai. Em nhớ đến năm 2011-12 xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Và bố em chân bên trái lắp ốc vít này nó. Đó, đến năm 2015-2016 lại một vụ tai nạn giao thông và gia đình em phải đền một số tiền lớn, đền 100 triệu đúng không chị? Bố em vẫn phải đi tù khoảng 9 tháng. Nhà bên kia thì tổn hại của họ là gì em? Mất con. Cậu ấy cũng chắc cũng tầm bằng tuổi em, thì lúc ấy là cũng say xịn và không đủ bảo hiểm. Thì hai người va chạm quẹt nhau thì chuyện gì cũng đến cái vụ đấy. Thì đến ba em đang nằm bên bệnh viện. Tại là ở nhà đang thu hoạch cà phê, cái mùa cà phê đấy. Nên mẹ em phải nhờ đến hộ tá chăm sóc ba em ở trong bệnh viện. Năm đó mình học lớp mấy? Lên lớp 10. Bố em không nói được chuyện ấy vì lúc ấy là không minh mẫn và tỉnh táo. Mẹ em thì phải nhờ đến hộ tá rồi thì cũng bỏ số tiền khá là cũng trong một ngày để mua đồ ăn, chi tiêu và vệ sinh. Nhưng mà xong vài bữa thì mẹ em lên bệnh viện người phụ nữ chăm sóc ba em trong bệnh viện. Em hôm thiết kế xây dựng và thi công nội thất. Mẹ em tức giận gì đó và khép tháo trong bệnh viện. Mẹ em nói bố mày có người phụ nữ khác rồi. Thì biết là ngoại tình. Khoảng thời gian đấy em bị đau mắt đấy. Mẹ em dẫn em lên bệnh viện. Hai người lại cãi nhau trước mặt em. Ba em lúc ấy là hầm lên rồi là nổi giận và cộng đáng dữ sợ dàng. Dữ dằn lắm. Đợt đến gần Tết thì phải xin bác sĩ cho về sớm để đón Tết cùng gia đình. 28 thì rước bố em về đấy. Cãi nhau, đánh nhau tiếp. Họ hàng đến chúc Tết, gửi quà cho bố để mong bố là bố khỏe. Lúc ấy là lớn tiếng rồi ngày Tết. Em với em trai phải chạy tại em sợ sẽ diễn qua ngày này qua ngày khác. Bố em lại đi chống lạng, đi hét ầm hết cả làng cả nước. Họ không có ngủ được, khóc lóc rồi chửi mẹ em. Mà mẹ em thì cũng không nhịn đi, ầm lên thế phải hàng xóm phải qua căn ngăn. Chuyện đó thì nó đã qua rồi và chị hoàn toàn không phủ nhận những cái cảm giác bất lực của em cùng với em trai của em tại thời điểm đó. Mình phẫn uất chứ, nhưng mà có thể sẽ phải hiểu một điều rằng là
ông vừa mới bị chấn thương. Thực ra mình vẫn chưa biết là cái cú va chạm giao thông đó, cái mức độ nguy hiểm nó đến đâu, nhưng mà rõ ràng là ông đã phải ở trong cấp cứu một cái thời gian cũng khá là dài. Cái sự đi lại của ông nó rất là khó khăn. Cái điều này nó khiến cho người ta cảm thấy bị bất lực trên cái cơ thể của mình. Nó lại cộng gộp với một cái tính khí thường ngày của ba em, lại là cái tính khí của sự nóng nảy nè, hay quát mắng vợ con. Thì bây giờ cộng thêm với một cái điều đó là tôi đang rất là bất lực với cái cơ thể của tôi như thế này. Tôi cảm thấy đời của tôi nó bế tắc, nó đường cùng. Ông Như Chí Phèo ấy, ông sẽ là một cái người mà gào lên, chửi trời, chửi đất, chửi tất cả mọi người ở làng Vũ Đại đó. Và đó là lý do mà ông không có kềm chế được. Dạ đúng rồi. Thì rất không may là mẹ em cũng không hiểu. Cũng rất khó để buộc mẹ em phải hiểu cái điều đó cho ba em. Mẹ em đang bị bần cùng trong nỗi khổ của bà. Bà cũng sẽ có cái nỗi khổ là bây giờ tôi phải chăm một cái người bệnh mà tôi vẫn còn rất nhiều việc của tôi. Và cái nỗi khổ của một người phụ nữ bỗng nhận ra rằng chồng mình có một người phụ nữ khác. Đúng rồi. Lúc em nghĩ là bố em giống một con quỷ trong người luôn. Thật sự. Thì đến lúc mà qua cái phiên tòa thì em trai em đi cùng với mẹ, ba em với lại là người phụ nữ kia, thì hai người xảy ra xô xát. Thì bố tức lấy cục đá, bố đập lát cái xe máy mà mua mà hai người dùng ruộng được mấy năm để mua được căn xe. Em trai nó cạn nồi, tí nữa không, bố em thì đổ lỗi cho mẹ em nhiều thứ là mẹ mày kinh tế này đó, xong không no gì. Từ lúc nhỏ đã biết rõ rồi thì mẹ em một phần là cũng tiết kiệm, nhưng mà nhiều khi nói là những cái lời nói chung là nó đau tim đến nỗi em cũng cảm giác buồn trong người. Tức là nó thô kệch, họ nói sẽ không được suy nghĩ. Thực ra nó là cái lối ăn nói với những từ ngữ bổ bả. Ác tâm thì không ác tâm, nhưng mà nó ác khẩu. Có đợt em vẫn còn buồn câu nói của mẹ em, nói là tao thảo đẻ hai đứa con trai chứ tao không đẻ con gái. Đó là một người phụ nữ cũng dữ dằn. Nhiều khi là em cũng buồn đấy, tại là em... Vì em cũng khó kiềm chế nữa. Lâu lâu cũng vậy, nhưng giờ lớn rồi, giờ khác trước. Thế thì có thể hình dung được một cái khoảng thời gian thơ ấu kéo dài của em, đó là sự sợ hãi về bạo lực nè, sự bất an liên tục nè, và việc phải chứng kiến những cái cảnh thống khổ của gia đình vì tai nạn, vì đền bù, vì tiền bạc. Có nghĩa là em sống trong hoàn cảnh luôn nơm nớp lo sợ. Đến lúc mà em còn nói với mẹ em là chắc thấy cảnh bố mẹ ngay trước mặt con như vậy, con không muốn lập gia đình. Em thích bạn nữ rồi yêu người ta, nhưng mà người ta thấy hoàn cảnh của mình ấy, người ta cũng chạy. Thế thì cái năm mà em bao nhiêu tuổi thì em nhận ra cái bản dạng giới của bản thân mình, em nhận ra cái xu hướng tính dục của mình? Ngay từ bé. Nhưng mà bố mẹ em có nhận ra không? Em nói chung là đi học em phải che chứ, nhưng mà em biết là thân cái tính cách và con người của em là giống con trai. Ngay lúc mà sinh là tưởng em là con trai, để được mua đủ sẵn con trai, càng lớn càng giống con trai chứ em không thấy cái tính cách con gái chút xíu nào. Kể cả cái lúc mà em để tóc dài đi, em mặc váy đi, nhìn nó vẫn cứ kiểu cồng kềnh giống một con trai thay vì là con gái. Thế là cái đó là cái mà em tự cảm nhận thôi. Còn ba mẹ của em họ biết đó, nhưng mà họ có chấp nhận không? Từ năm 2020 em cắt tóc bình thường thôi, đến lúc mà em cắt những cạo này mẹ bảo là cái gì thì trời ơi, về em không có dám cởi ra sợ bị quật. Là đúng quật thật luôn. Ngày hôm sau em đi Sài Gòn em làm rồi thì mẹ em cũng quên hết à. Trong những cái lần căng thẳng của gia đình thì có lần nào em thấy rằng là đôi khi mình cũng là một trong những cái lý do để tạo nên những cái trận cãi vã của ba mẹ không? Mình có những biểu hiện mà họ biết rằng không phải là một đứa con gái, nhưng mà sự chấp nhận thì có thể họ chưa chấp nhận được trong thời điểm đó. Bố em không có xen vào về giới tính. Tất cả những cái điều mà mình trải qua như vậy trong mối quan hệ với bố mẹ đó, em thấy nó ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống hiện nay của em? Em bị rơi vào khủng hoảng rồi đi điều trị. Cho đến khi mình rời khỏi gia đình rồi thì em thấy cái sự ảnh hưởng nó còn không? Bố mẹ em thì ly thân rồi, không xen vào cuộc sống của nhau lắm. Còn em thì sao? Chị muốn biết về một điều đó là với những gì mình đã trải qua thì nó có là những cái điều khiến cho con người của mình bây giờ nó có những đặc điểm như thế này, như thế kia hay không? Một thời gian em phải điều trị tâm lý vì nó kiểu thấy một cảnh bạo lực quá. Đó là khi nào? Rơi khủng hoảng. Là 2019 thì em đi điều trị tâm lý. Dấu hiệu nào để mình nghĩ rằng là mình cần một cái cuộc điều trị tâm lý rồi? Em rơi vào tình trạng như thế nào? Nó hai đen tối, nó trầm cảm. Cái lúc em đi học cũng còn cô lập mà, bị bạn bè trêu chọc. Em không được như hiện tại luôn.
Người thì đen thui, không có tiền, túi cũng không có, không có đi chơi, không có giao du với bạn bè. Nhưng mà lúc nào cũng phải giả là tạo là lạc quan, rồi là thân với bạn này bạn kia, thật sự không có chơi với ai, quanh qua quanh lại một mình. Cái đứa mà bạn thân đời đấy, năm mức người đấy, thế nó chứng cảnh mà bố em rượt đuổi mẹ em đấy, là xong rồi kệ tùm lum á. Em về em mới nói bố mẹ, bố mẹ cũng chửi nhau này, con rất là ngại khi đi học. Thế xong bố em nghe thấy bố em tức, bố bảo là ai nói mày vậy, hàng xóm bạn nói vậy đấy, bạn nói ở bên cả cả trường, cả đám bạn lớp 10 con xấu hổ lắm. Sau cái vụ đấy thì em với hàng xóm đấy không chơi với nhau nữa. Và những người bạn khác cũng không muốn dính dáng đến mình nữa. Em bị cô lập, không có bạn bè chơi. Có thể vì ở bản thân của mình, trong cái trải nghiệm của mình, trong cái cách giao tiếp của em với mọi người, cái mà mọi người nhận được có thể nó quá nhiều những cái sự bất an và tiêu cực. Cô tiếng Anh, cô là người động viên em. Cô bảo em còn hơi rụt rè, thiếu tự tin. Lúc thật sự là em có là rụt rè, em không không được như hiện tại. Em còn không dám nói chuyện. Em có nghĩ hiện tại em tự tin không? Tự tin là chính mình, không phải là làm cho người khác, cũng không phải làm sao cho người khác phải là cảm thấy là mình như thế này như kia. Em không muốn người khác đánh giá mình như nào. Nhưng mà em đang tự tin cho người khác đó. Thật sự hiện giờ cái sự tự tin của em cũng là một sự gồng mình. Em không có sự tự tin dựa trên sự bình tĩnh đón nhận những gì đã trải qua và bình an với nó. Trong cái cách mà em chia sẻ lại toàn bộ trải nghiệm thời thơ ấu của mình hiện nay, thì em kể về nó một cách rất là hào hứng, rất là cởi mở, nhưng nó vẫn là một cái nguồn năng lượng rất là bất an. Bởi vì vốn câu chuyện thì nó đã tiêu cực rồi. Tự tin đó là khi em kể lại những chuyện này trong một cái tâm thế nó nhẹ nhàng hơn, bớt những cái cảm thán sự nguy hại của vấn đề lại, thì lúc đó cái sự bình tĩnh thật sự nó mới thể hiện. Còn bây giờ nó vẫn đang là một cái điều gì đó mà em cố gắng để mình tích cực, em cố gắng để em muốn vượt qua. Và điều này vô tình làm cho em bị có vẻ bị kích động. Mỗi lần mà nói về vấn đề gia đình em như thế nào đó thì em thường hay né. Em không kiểm soát được cái năng lượng khi mà mình kể về những câu chuyện thật. Có nghĩa là em không muốn người khác hiểu quá nhiều về gia đình nhiều. Chứ hôm nay em lên chương trình thì em mới là kể được. Mà em vẫn đang rất là căng thẳng để kể lại. Thế đó là chuyện của gia đình. Chuyện của gia đình để bây giờ chúng ta nhận thấy là kết quả của những năm tháng đó là gì? Là một cậu bé ở đây vẫn còn quá nhiều những cái sự không bình an. Thế thì quay trở lại vẫn là câu hỏi là còn riêng em, không phải là trong mối quan hệ với gia đình mà là những mối quan hệ khác, thì mình có đồng thời nhận những cái tổn thương từ người khác, những cái sự kiện mà mình là đối tượng bị tấn công hay không? Thì em bị một ông thầy quấy rối. Thầy? Mình dùng từ thầy có nghĩa là làm thầy hay là... Thầy giáo luôn á. Lúc đó em come out chưa? Ôi không, lúc em không biết gì. Với lại là kiểu như cái tuổi của em nó chưa được có nhận thức. Cụ thể thì câu chuyện đó đi diễn ra như thế nào? Em gặp người đấy ở đâu và chuyện gì đã diễn ra? Lúc này ba mẹ xảy ra nhiều việc, nhiều chuyện và cãi nhau. Thì ông là người xen vào giải quyết. Giải quyết cho ba mẹ em á hả? Hay là giải quyết cho em? Ba mẹ em. Cụ thể là việc đó nó diễn ra ở đâu? Ở nhà em hay nhà thầy? Nhà em. Nhà em. Thầy đến để làm gì? Đến để khuyên ăn bố mẹ em. Rồi nói nhiều về vấn đề là sau là không có như vậy này. Sau rồi chỉ có là hiện tại là bố em đang không được minh mẫn đấy. Là thầy đang dạy em ở trường thì luôn? Không ạ, thầy giáo cấp 2 của em. Dạ đúng rồi. Thầy có chơi chung với gia đình của em không? Thầy có thân thiết với gia đình của em không? Có. Kiểu là thân với lại bố mẹ em. Thì cũng là lúc ấy là cũng không biết gì. Với lại không được giáo dục trường cung kỹ. Lại là không được học hoặc là bố mẹ nói về. Với lại bố mẹ không có xen vào nhiều á. Thì lúc ấy là em bị rất là nhiều lần. Rất là nhiều lần. Thì sao? Bao lần đi, lúc em sợ hãi rồi là em không có nói với gia đình đấy. Cái chuyện này nó là cũng như kiểu quá khứ rồi đấy chị. Đến mẹ em còn không biết luôn. Em hôm nay lên chương trình thì chắc mẹ cũng coi, cũng theo dõi biết. Vậy thì đến khi nào mình mới biết rằng đó chính là việc cái mình sai bị lạm dụng? Vài tháng sau em biết là lúc ấy là em sợ hãi và không biết số điện thoại của em. Liên hạc và nhắn tin em cảm giác sợ hãi. Người ta tấn công mình như thế nào? Kiểu như là sờ mó hoặc là ấy đấy chị, đụng chạm vào cơ thể và cái nhạy cảm đấy chị. Ngay trong nhà của em? Vâng.
Và lúc đó gần như là mình đóng băng cơ thể, mình không cũng được, không có phản ứng được cái gì. Đúng rồi, không có đầu óc được như vậy. Vài tháng sau thì mình mới bắt đầu tỉnh lại để mình thấy rằng... Em tỉnh, cái này sai rồi, là cái này là sai chắc rồi. Em block hết số điện thoại lạ. Và em có nói với bố em là không có cho bất cứ người nào số điện thoại không. Thì cái vụ đấy thì là đến giờ này không có ai biết. Cũng cảm giác sợ hãi. Nhưng mà khi em kể cái này thì chắc chắn mẹ em sẽ biết người đó là ai đúng không? Em cũng không biết được, vì tại là mấy năm thì bố mẹ em không biết rõ, biết không? Tại sao chị biết là em không dám nói về một người bố em? Biết ấy, thì là cho vào tù luôn. Có nghĩa là mình hình dung rằng nếu ba mẹ mà biết thì ba mẹ sẽ có những hành động như vậy. Có những hành động khá là lớn. Thế thì bây giờ họ biết rồi thì em nghĩ thử xem họ có làm cái gì nữa không? Không, nếu chắc như... em nghĩ là cũng không làm gì được. Vì sao? Vì qua lâu rồi. Kể một vài những cái chi tiết như vậy, chị hoàn toàn tin rằng là người trong gia đình, cụ thể là ba em, mẹ em có thể đoán được cái người đó là ai. Dạ. Liệu chừng có cái điều gì đó diễn ra trong mối quan hệ của họ với cái người đó nữa không? Với hiện tại là cũng không ở đấy nữa, nên là em không lo. Nhưng mà mẹ em thì gần. Em bị tác động như thế nào sau hàng loạt những cái sự tấn công, lạm dụng như vậy, quấy rối như vậy? Thì bác sĩ bảo em nặng, thì em phải điều trị khoảng trong mấy tháng. Biểu hiện của cái việc mà mình rơi vào tình trạng trầm cảm, lúc đó em còn nhớ là mình gặp vấn đề gì không? Biểu hiện em cảm giác như là không được minh mẫn. Em không muốn ra ngoài chơi nữa, không có đi đây đó nữa. Nặng hơn thì còn không có tập trung vào việc làm. Ai là người dẫn em đi thăm khám tâm lý và điều trị? Mẹ thấy biểu hiện nên là mẹ dẫn đi luôn cho bằng được. Rồi mẹ xem có điều trị kết quả như thế nào thì đó, thì mẹ sẵn sàng bỏ tiền ra đi. Thì xong vài tháng thì em tỉnh táo vào người lo khác rồi. Xong rồi sau thời gian thì em thay đổi mọi thứ. Và bản thân em rất tự tin và năng động hơn. Làm việc, công việc nghiêm túc hơn. Em lên Sài Gòn ấy, em vào công ty môi giới em xin việc. Tưởng gì đâu ai ngờ và đăng cấp cho vào luôn cái quán phở. Đến đấy thì nó lột 700 cho bên môi giới đó. Thì nó cầm của em căn cước công dân. Lúc vào em không có chỗ ngủ luôn. Ngủ ngay hành lang, sáng mắt luôn. Thế là em bảo mẹ ơi, mẹ trên tụi con bị lừa rồi. Vẫn làm và bị quỵt lương luôn. Làm đến khi nào thì chuột ra được cái căn cước công dân? 6 tháng mà em bị quỵt lương. 6 tháng? Em chỉ được có 3 triệu. Về em xấu khổ, không biết là nói với mẹ là gì đây. Đi làm lương có 4 triệu một tháng mà em làm 12 tiếng, mắt em thâm. Em làm đêm mà em bị kiệt sức. Qua được cái thời gian đấy thì em trưởng thành hơn và em làm được nhiều việc hơn. Chừng là trưởng thành hơn đúng không? Thế thì sau tất cả những cái gì mà mình đã trải qua từ hồi bé cho đến bây giờ, rồi mình cũng có vượt qua, có những chuyện cũng không có vượt qua, thì cái thông điệp mà em muốn chia sẻ với mọi người từ cái trải nghiệm cuộc sống của mình là cái gì? Hãy cố gắng và tự tin là sống bản thân mình. Em biết là giới trẻ khó, sẽ khó là cái vấn đề là họ sẽ không thể chịu được những cái công việc mà ví dụ như tay chân. Cảm ơn em. Cái lời rất là chân tình mà chị muốn để lại cho Thiên trong cái cuộc gặp gỡ này á, là em vẫn còn thiếu cái năng lượng bình an. Em rất là quyết liệt với cái việc là vượt qua, chịu khó, cần cù. Đó là những cái điều rất là tuyệt vời. Tuy nhiên mình cần nhiều hơn cái sự bình an nữa để mình có thể tả lại câu chuyện của mình là một nè, mình ứng phó với tình huống là hai. Chúng ta sẽ khác đi sau mỗi ngày mà. Và mỗi ngày trôi qua thì em sẽ tập cho bản thân mình nó điềm tĩnh hơn, đi những cái bước đi sắp tới nó vững chắc hơn. Cảm ơn Thiên rất nhiều. Và quý vị khán giả thân mến, ai cũng có chuyện, trẻ con cũng có chuyện, người già cũng có chuyện, miền núi cũng có chuyện, miền biển cũng có chuyện. Chúng ta sẽ thấy được một điều rằng là trong mỗi một cái cuộc sống á, mọi người đều phải đối diện với những khó khăn nhất định. Đến đây rồi, bao nhiêu câu chuyện được kể ở đây rồi thì chúng ta sẽ thấy nổi bật lên một vấn đề. Nó có thể khác nhau ở từng người nhưng nó luôn luôn chung một diễn biến. Đó là nếu như ngay từ bé, những đứa trẻ không có được cái sự bình an từ trong gia đình của mình thì chắc chắn một điều những cái vết thương đó nó sẽ vô cùng lớn và rất là dai dẳng. Chúng tôi hy vọng rằng là từng câu chuyện được kể ở đây nó là một cái chất liệu để những cặp vợ chồng trẻ, để những ông bố bà mẹ sẽ hành động kịp lúc, tạo ra một cái gia đình thực sự là an toàn. Và cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng với Ai Cũng Có Chuyện. Hẹn gặp lại quý vị khán giả vào tuần sau. Chúng ta lại tiếp tục đến với một ai đó và một câu chuyện nào đó. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình trong tuần này cũng hết rồi. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào tuần sau. Chào chị ha. Chị giới thiệu giùm em những thông tin cơ bản của mình như là họ, tên, tuổi, nghề nghiệp và chị đang ở đâu nha. Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Trang.
Sinh năm 1983. Em đang là đầu bếp tại một khách sạn ở Vũng Tàu. Địa chỉ của em thì cũng ở Vũng Tàu luôn. Em là người Vũng Tàu. Đầu bếp mình nấu ở trong nhà hàng Bullman hả chị? Dạ đúng rồi ạ. Chị nấu món Tây hay là món Việt? Hồi đó thì em chuyên về Âu, nhưng mà sau này thì em chuyển về em quản lý kho. Giờ đang quản lý kho. Dạ đúng rồi. Làm giờ hành chính hay là theo ca vậy chị? Làm giờ hành chính chị. Rồi thu nhập mình ổn không chị? Khoảng bao nhiêu một tháng? Thu nhập ổn chị, thu nhập khoảng 10 triệu. Rồi chị ở Vũng Tàu là chị đang ở với ai? Ở với gia đình, ba mẹ. Rồi mình chia sẻ về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi chị Trang. Điểm yếu, nhược điểm hả? Nhược điểm dạ, là dễ nổi nóng. Với lại nói chung là dễ tin người nữa. Dễ tin người thì có bị lừa chưa? Lừa tình, lừa tiền gì chưa chị? Dạ chưa. Tin người là có nghĩa là người ta nói thì mình nghe vậy thôi chứ mình không ấy. Còn ưu điểm thì khó tính, ít nói. Với lại hơi dữ một tí. Hơi dữ hả chị? Dữ là dữ cỡ nào nè? Thì nói chung là tùng đến, nói chung là có vấn đề gì mà liên quan đến mình thì mình mới ấy thôi, còn không thì hiền lắm, không nói gì hết, ai làm gì làm. Mình chia sẻ về đường tình duyên của chị đi. Chị đã trải qua bao nhiêu mối tình, hay là mình đã ly hôn chưa, hay là như thế nào? Nói chung về tình duyên đó hả? Về tình duyên thì kết hôn nhưng mà chưa đăng ký. Nhưng mà kết hôn đó là theo gia đình. Nói chung là kết hôn để cho ba mẹ yên lòng thôi. Chị kết hôn năm nào? Năm bao nhiêu tuổi? Năm 33 tuổi. 33 tuổi. 33, năm 2. Nói chung là cách đây 7 năm rồi. Rồi hai chị sống với nhau được bao nhiêu lâu và sao mà mình ly hôn? Về sống khoảng một năm là bao nhiêu cảm thấy là hai người không hợp với nhau, nhưng mà hai tiếng nói khác nhau, người ta thì chỉ nghĩ với người ta thôi, người ta không nghĩ đến mình. Cái anh đó là gia đình giới thiệu hả chị? Do ở nhà, coi như mà làm cùng với ba mình. Rồi làm cùng với ba rồi ba giới thiệu về, rồi chị đám cưới theo ý gia đình chứ không có tình yêu. Rồi sống với nhau một năm thì ly hôn do không có cùng tiếng nói. Dạ đúng rồi. Rồi mình có bé chưa chị? Dạ có bé, có một bé. Là trong khi trong quá trình mang bầu là hai người ở với nhau. Là mang bầu là hai vợ chồng ly thân. Dạ đúng rồi, nhà mang bầu là hai người ở riêng là đến bây giờ luôn. Nói chung là không có đăng ký kết hôn nên cũng không gọi là lấy. Có tổ chức đám cưới gì không chị? Có tổ chức đám cưới, có tổ chức đám cưới nhưng mà chưa đăng ký kết hôn. Nói chung là tổ chức đám cưới nhưng mà khi mà kêu là đăng ký kết hôn thì người ta cưới lẹ nên chưa đăng ký. Vậy là giờ ảnh có về thăm bé hay là có chu cấp tiền gì không chị? Dạ không, một mình em nuôi hết. Thì lâu lâu thì ghé thăm vậy rồi cho bé tiền ăn bánh bạc thôi à. Chứ còn cái kia là em.
Nhưng mà hai bên gia đình mình có ngồi lại nói chuyện với nhau là kết thúc mối quan hệ này chưa hay là vẫn là đang ly thân thôi chị? Tại vì mình cũng có đám cưới rồi, ra mắt hai bên gia đình rồi. Dạ, coi như là em không 7 năm nay là không liên lạc với luôn hết rồi. Coi như là từ từ khi mà hai người về, hai người ở riêng với nhau là coi như mình ai nhà ai đến sống ấy, thì là không ai liên lạc với ai hết. Rồi từ đó tới nay thì chị có dạ. Từ đó tới nay chị có tìm hiểu thêm ai không? Dạ không ạ. Từ đó đến nay là không tìm hiểu với ai hết. Chỉ có đi làm về xong rồi lo cho con cái thôi. Tại vì mình cũng sợ. Tại một lần rồi mình cũng sợ. Nên mình cũng không dám ấy nữa. Rồi vậy mẫu người bạn trai mà chị mong muốn sắp tới thì như thế nào chị? Về ngoại hình, tuổi tác hoặc là về vị trí địa lý hay là tính cách của anh đó thì sao chị Trang? Thì tính cách thì hoạt bát ngoài phòng, nói chung là mình thì ít nói nhưng mà chắc cũng kiếm người nói nhiều để nói cho mình nghe chứ mình cũng ít nói. Hiền là một tí, nói chung là không gia trưởng. Vì một lần cái người kia đó cũng gia trưởng lắm nên mình cũng sợ. Còn về cao thì cao cỡ cái bảy. Nói chung nhưng về nghề nghiệp thì nghề nghiệp ổn định là được. Rồi còn vùng miền của anh đó, ví dụ anh ở tỉnh khác được không? Dạ cũng được. Tại giờ mình có thể tới làm dâu được không chị? Làm dâu? Dạ. Dạ được ạ. Rồi mình còn mong muốn anh đó như thế nào nữa không? Ví dụ như ảnh cũng đã ly hôn mà có con giống như chị thì được không? Chị mới được. Nếu mà anh ấy thì không được. Rồi chị có tài lẻ gì không chị? Có hát ca, yeah, thể dục thể thao gì không? Có chứ. Ở tuổi này nếu mà ở tuổi như chị thì phải thể dục thể thao thì mới có sức khỏe. Chị chơi môn thể thao nào? Chị chơi cầu lông. Rồi có đi karaoke hay là hát với nhau gì không chị? Dạ không. Nói chung là đi làm về thì thường là ở nhà nhiều hơn, ít đi ra đường lắm. Dạ. Rồi thì hôm nay là buổi nói chuyện đầu tiên của chị Trang với bên chương trình nha. Bên em thì cũng nắm được những cái thông tin cũng như là mong muốn của chị rồi. Nếu như dạ, mà có anh nào phù hợp thì bên em sẽ liên hệ lại chị Trang ha. Dạ. Dạ. Dạ, rồi, buổi phỏng vấn của mình xong rồi đó chị Trang. Dạ, dạ buổi phỏng vấn của mình đã kết thúc rồi, chị có thể thoát cuộc gọi được rồi ấy chị. Dạ. Dạ rồi, chương trình cảm ơn chị. 76. À, chị ở Đà Nẵng. Chị có một con gái là sinh năm 96. Chị vẫn nói đó à? Rồi em vẫn đang nghe đây, là chị Hương mình đang làm nghề gì? À, chị đang kinh doanh một cái motel của riêng chị ở sát biển Mỹ Khê ạ. Dạo này là đang vô mùa du lịch không chị? Dạ đúng rồi. Khách đông dữ ha. Bữa nào tụi em ra ngoài đó thì tụi em ở motel chị tên gì? À, motel Thanh Hương ạ. À. Thanh Hương, tên chị luôn ha. À, chị kinh doanh này lâu chưa? Cũng được 2016, được 9 năm rồi ạ. À. 9 năm rồi, cái đợt dịch ổn không chị? Nhà mình thì không lo, vì nhà mình thì dịch chỉ đóng cửa thôi, chứ mình đâu có thuê mướn gì đâu. À, là cái motel này là tại nhà mình luôn. À, đúng rồi. Dạ. Dịch thì mình hỗ trợ cho mấy bạn nhân viên, mỗi bạn 50% lương thôi. Dạ, vậy quá tốt rồi. Chương trình bên em thì ghi hình ở Hồ Chí Minh á, thì không biết là chị có tiện vô trong đây để ghi hình không? Dạ. Từ Đà Nẵng vô đây thì ra sân bay cũng gần chị ha. À, vì bé chị học đại học ngoại thương ở đó 5 năm thì cũng ở đó. Rồi, chị chia sẻ một xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi chị Hương.
chị thì cũng rất là siêng năng. Nói chung không phải là tầm tuổi này thì phải siêng năng thôi, nhưng mà chị được cái là rất là nhanh nhẹn. Chị được nhanh nhẹn và làm gì chị cũng làm được. Nhưng mà chị chuyên ngành của chị thì chị lại chỉnh chu hơn thôi. Còn cái điểm mạnh của chị thì bắt kịp cái nhưng mà chị kinh doanh mà, cho nên chị gia nhập cũng cũng nhanh. Mình có làm marketing gì không chị? Không, chị chỉ làm cái đó thôi ạ. À, chị cái làm thôi, nhưng mà thật ra thì không phải cái đó gì. Ngày trước thì chị cũng có bán cà phê tại nhà, nhưng mà sau giải tỏa rồi thì chị mua đất trên đó chị làm qua thôi. Được có cái là chị rất là có tay làm, rất là có tay, giống như có tay kinh doanh đó. Trong khả năng của mình, nói chung là khả năng trong kinh doanh, trong khả năng của mình, chứ không phải cái gì chị cũng làm được. Cái gì mình không biết thì chị sẽ không làm. Rồi còn gì? Điểm yếu của chị là gì? Được có cái là rất là tốt bụng. Điểm Bụng. yếu của mình thì cũng vì cái tốt bụng đó, cho nên hay bị mắc giữa trời lắm. Nhiều khi ai nói thì lạc lòng là cũng hay giúp, cho nên chị cũng hay bị mắc lắm. Nhưng mà bây giờ thì kinh nghiệm rồi, bây giờ thì không có cái đó nữa. Là mình đã bị lừa tiền rồi hả chị? Không phải lừa, không phải lừa, mình tự nguyện thôi. Ví dụ anh em chơi trong hội bảo lâm đó, mình thấy đứa này nó khó khăn thì mình giúp cho nó thôi, nhưng mà mình giúp nhiều quá giúp nó gặp ai mình cũng hay bao đồng vậy thôi, chứ cũng không phải là lừa. Cái đó không phải là lừa. Và nhiều khi họ nói cái gì mình cứ nghĩ là mình hay hay tin vội, chứ bây giờ thì mình lại chỉnh lại một tí, thì mình cứ giống như mình nên chạm lại, và mình nên từ từ không được tin họ vậy thôi. Chỉ có cái yếu điểm cái như vậy thôi. Rồi, mình chia sẻ một xíu về cái cuộc hôn nhân của anh với chị nha. Mình quen nhau khi nào và sao mà mình ly hôn vậy chị? à chị á thì với bạn á, thì hồi trước cũng còn đi học đó, thì bạn ấy hơn mình một tuổi, nhưng mà thật sự là bạn ấy rất là tốt bụng, bạn ấy rất là tốt bụng, nhưng mà có cách là hai đứa cùng tuổi thì cũng trẻ con á, cho nên là cứ tới nhà chơi thì ba nói là cô ba thấy nó được đó, My thì suốt ngày cứ đi 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 chơi như vậy mà lâu là không được đó, thì ông bà già mà cứ thấy là sợ á. Mà bạn ấy thì có hay tới nhà chơi, thật ra nó là nó yêu nhau thì hồi đó cũng biết biết vậy thôi, chứ cũng không biết yêu nhau là cái kiểu gì như như lúc trẻ bây giờ. Thật sự mà nói là như vậy, thật sự mà nói là vậy, cũng thích thích như vậy thôi, rồi lên nhà chơi vậy thôi. Rồi hồi xưa nhà mình còn chưa giải tỏa mà còn 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 cây còn vườn, rồi nó thực sự nghĩ bây giờ mình thấy sao hồi xưa mình ngu ghê, bây giờ thậm chí không biết cái bao cao su là chi nữa, mình ra mình kinh doanh bây giờ mình mới biết, chứ hồi đó là không có biết, rất là ngu. Thì với nhau như vậy thì cưới nhau được 5-7 tháng gì đó thì có bầu bé Nhi, nhưng mà cũng ham chơi có nghĩa là thực sự là trẻ con thôi, chứ không phải là cái gì ghê gớm. Thì nói không nghe, ví dụ là tối thì vợ có bầu ở nhà, nhưng mà bạn rủ đi chơi thì cũng cứ đi chơi thôi. Cứ Là thôi vô tâm quá hả chị? thật sự là mình cũng bây giờ mình nhìn lại cái tuổi của mình đó, thì mình lại lại xử lý kiểu khác. Như hồi xưa thì một đứa 22, một đứa 23 tuổi thì còn còn khờ lắm. Ủa vậy mình ly hôn là từ năm năm nào? Bao nhiêu lâu rồi chị? Năm 99 ạ. Là lúc đó chị mấy tuổi? Năm 99 thì hồi đó mình sinh bé được 2 tuổi, hồi đó chắc cỡ 24 tuổi ạ. À, mới 24 tuổi là ly hôn rồi, lúc đó còn quá nhỏ. Mà từ đó tới nay là chị có quen thêm ai không? Không, không có quen ai. Rồi anh nó có chu cấp hay là có liên hệ, có tới thăm bé không chị? Bạn đó thì cũng vất vả, nhưng mà sau khi hôn thì mình nhà mình nó là ba nhà nhà mình giải tỏa đang ở mặt đường đó, rồi là kinh doanh, mình kinh doanh này kinh doanh kia, rồi cũng mua đất rồi bán đất, rồi cũng gọi là không phải là cò nhưng cũng chẳng phải giàu có, nghĩa là mình cũng làm như vậy đó, là mình có vốn để nuôi. Còn bạn đó thì cũng 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 khó khăn đi làm công nhân vậy thôi, nhưng mà mình có cách, mình rất hay về chở bé về nhà bà nội chơi, vì bé là nó chơi với mấy con gì ở dưới đó. Nhà bà nội tức là nhà 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 của anh ấy á. Rồi sau rồi rồi anh ấy quen một cái người vợ, thì bé đó nó cũng nhỏ thôi, công nhân thôi, thì mình cũng có nói với bà nội là thôi
mẹ đi đi lấy vợ chẳng đi, cái hoàng hoàng mình cũng thấy hoàng hoàng biết, mình cũng thấy con mình cũng sợ xót lòng, nhưng mà thực sự là không, thực sự là mình đến với nhau cũng không có tình yêu, khi chia tay cũng chẳng hạnh phúc gì, cho nên kệ. Chẳng thì dở bé thì mình tự chơi thôi. Rồi trong thời gian này thôi sai lầm thì thỉnh thoảng ví dụ đám giỗ cũng bà nội thì mình về, ông bà nội thì mình về, rồi mấy cô cái gì đó cần gì thì gọi mình tới chơi, mình tới chơi thôi chứ không có gì. Rồi vậy mẫu người bạn trai mà chị mong muốn sắp tới thì sẽ là như thế nào nè? Chiều cao cân nặng là mình đã có ghi rồi, nói chung là người người dễ, nhiều người dễ nhìn, tức là không phải gọi là lập dị là to béo phì quá hoặc là lùn quá hoặc là thói quá hoặc cái gì đó, nói chung là người cân đối dễ nhìn là được. Và công việc thì nếu như với ở cái tầm tuổi này rồi cơ bản là người ta ổn định, bởi vì chị không thiếu về kinh tế, chị không giàu nhưng chị không không thiếu về kinh tế, thì ít nhất là người ta phải ổn định. Ổn định là ổn định cái gì? Ít nhất là họ phải có một cái gì ta, họ có thu nhập của họ để họ lo cho bản thân họ và họ có thể lo cho mình. Lo cho mình tức là rằng có nghĩa là chỉ cần 15 triệu là đủ sống với cái thời buổi này. Còn tất nhiên họ có tài sản hơn thì mình không nói chuyện đó, nhưng dưới ví dụ nếu mà dưới 10 triệu thì cũng không thể nào hai người sống được, mà nếu người như vậy thì chắc mình cũng không 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 gặp được. Ý mình nói là cái mức mà họ tự sống họ và họ tự hai người cùng sống được thôi. Còn tất nhiên chị thì chị không có thiếu tiền, chị không giàu có nhưng chị không thiếu tiền, nhưng không thể ơn một người mà không có đồng nào được. Cho nên đó, rồi tính tích thì chuẩn một tí, có nghĩa là tầm tuổi này thì mình phải chuẩn một tí, tức là không có, mình cũng hay coi chương trình hẹn hò đó rồi nó thấy chuẩn là chuẩn sao hè, ví dụ là lời ăn tiếng nói thì phải chuẩn một tí, không phải như bạn trẻ mà sướng ca rồi múa hát rồi đùng đùng tà la trên đó rồi hướng ngoại quá cũng không thích. Có nghĩa mình sống một người của gia đình bình thường, như là ý mình nói như vậy, chuẩn chu một tí, lời ăn tiếng nói đàng hoàng một tí, rồi nói chung cũng có tương đối là có, nói dùng từ như có văn hóa một tí mà. Có văn hóa một tí chứ không có bổ bã được, không có uống bia, có mấy cái đó được. Cái ý không uống bia hả chị? Không uống bia, không uống rượu hả chị? Em nghĩ là ít không thôi chứ không, nếu như bỏ luôn thì nó cũng khó. Tại giờ không phải bây giờ thì ai họ cũng như vậy hết, nhưng mà không có phải nhiều người chị thấy như hàng xóm chị xong đây chị thấy ngồi uống từ sáng tới chiều bét nhè, nhưng mà có thể họ lên chương trình họ nói dối, có thể họ lên chương trình họ nói dối. Chứ còn thật ra bây giờ mình đi tiếp khách thì mình cũng mời người ta ra nhà hàng rồi ra quán thì mình có thể 1-2-3 ly bia, có nghĩa là làm chủ được mình và chuẩn là được. Còn tất cả bây giờ giao dịch đều là ở cái buổi sáng thì có thể cà phê, còn chiều thì có mời đi tiếp khách là bình thường hơn. Nhưng mà ý là chị không có thể là bét nhà nhỉ, cái hàng xóm chị thấy từ mấy trời ơi ngồi gì mà ngồi từ sáng tới chiều gì sợ luôn á. Rồi còn quê quán là tuổi tác của anh đó thì như thế nào chị Hương? Quê quán thì chị ưu tiên là người từ Đà Nẵng trở vào miền trong. Đà Nẵng đi vô tới Cà Mau hả chị? Đúng rồi, từ Đà Nẵng đi vào miền trong còn đi ra đây. Có nghĩa là ưu tiên thôi chứ không phải là mình không chọn. Nếu như không có thì mình chọn bên kia cũng được. Nhưng mà cái ưu tiên của mình mong muốn cái ưu tiên đó chứ không phải mình bắt buộc là phải người từ Đà Nẵng vào miền trong. Nhưng mà cái ưu tiên của chị, nếu chị chọn ví dụ bạn kia 10 mà trong này 7 dịp chọn bạn trong này. Về tuổi tác thì sao ạ? Tuổi tác thì cỡ bằng tuổi chị đến 5-6-8 là hết, không lớn hơn nữa và không nhỏ hơn nữa. Hiện tại là chị đang sống với con gái hả? À không, bé chị là nó học ở bên Anh, giờ nó là quản lý cấp cao của tập đoàn Amazon ở bên đó rồi. Chị ở một mình. Chị ở một mình. Rồi ví dụ bây giờ mà mình quen cái anh đó, ảnh muốn chị về làm dâu thì chị được không? Về làm dâu à? Đúng rồi chị. Vì tuổi của chị có thể là tuổi của chị và tuổi của anh ấy thì chị nghĩ là sẽ không làm dâu mà sẽ biết về hai bên.
sẽ biết về hai bên, hỗ trợ hai bên, tức là có ba mẹ đau, ba mẹ bên đó đau là mình sẵn sàng mình chăm đó. Nhưng mà ở chung một nhà là không, bởi vì chị độc lập về kinh tế và chị độc lập kinh tế và chị có tài sản riêng của chị thì không, chị cao cần thì chị sẽ hỗ trợ. Chứ mà chị có thể, nếu như trong quá trình mà tìm hiểu nhau cảm thấy được, chị sẵn sàng rước ba mẹ đó về ở riêng nhà với chị. Chứ còn mà về làm dâu thì không có, về tầm tuổi chị là chị có thể đón anh đó với lại ba mẹ của anh đó về ở chung nhà với chị, nếu như cảm thấy được. Chứ còn còn về còn nói dùng cái từ gì ta, dùng từ gì ta, thôi thì cái đó thì phải xem lại. Cái đó thì mình gặp nhau rồi mình thảo luận thêm ha. Dạ rồi. Đó là phải gặp nhau thảo luận. Ừ. Rồi ví dụ như mình nói không thì cũng không đúng, mà mình nói có thì cũng không được. Cái đó gặp nhau thảo luận. Dạ. Rồi. Còn ví dụ như ảnh đó đã lập gia đình và đã có con giống như chị thì được không chị? Bình thường mà. Tuổi chị thì ai bình thường ha. Dạ. Bình thường mà. Rồi, thì hôm nay là buổi nói chuyện đầu tiên của chị Hương với bên chương trình nha. Bên em thì cũng hiểu được những cái mong muốn của chị rồi. Nếu như mà có anh nào phù hợp với những cái mong muốn của chị thì bên em sẽ liên hệ lại nha chị Hương.